sau này mua vậy là phải giàu thì bé rồi. Kho vàng đi rồi bóp nộp hai chuối ngon. Làm tiếp luôn. Thế là cầm dao đây lóc luôn trường để quay luôn. Đâu cái này phải cạo rồi sạch cạo. Tí cầm qua bên giò nước anh làm kìa. Cái này cạo cạo đi hả? Giò này mà hầm đâu đủ cũng ngon ha. Dạ, cái này em hầm bí đỏ mới lại cà lốt. Nó ngọt. Đúng rồi. Lít riết cái hỏi nhìn cái gì cũng có cái ý tưởng để làm. Anh cầm cái đồ lên anh chụp tấm hình nha. Quay cái phần thịt lên đây đúng không? Quay ở đó rồi
mà. Lóc cái này muốn dễ là phải cái dao thiệt bén ha. Đúng rồi. Lóc đi nó ngọt. Này dao cùn quá nó khó. Thôi. Làm clip cách chỉ lóc xương chân giò. Này lóc riết nó mới lóc được chứ đâu phải dễ lóc đâu, đúng không? Này nó không khó mà, tại vì có gì rồi lóc lóc hoài không ra, lóc mà không ra nguyên cái bắp luôn á. Chân giò tròn trượt lên tivi mà. Ra nguyên bắp luôn. Tiền đó. Ngăn chỉ đọc. Này vợ mình phải khám mà ăn đó này chẳng đi điều tham lại tiền này đã mình đi đò. Mình bảy hay hai ạ. Từ đang ngăn kia. Rồi, xong. Kết thúc chương trình. Mày bị sao? Thôi, tép mình cứ vậy thôi mà. Mình phải ăn cái hên ăn hẳn đầy chứ mình này.